đang lái xe về nhà, người đàn ông hoảng hồn khiếp vía khi phát hiện dị nhân đang đứng chặn giữa đường. Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ đã chia sẻ lên TikTok một đoạn camera hành trình ghi lại trải nghiệm khủng khiếp mà anh ta đã gặp phải trên đường về nhà của mình. Trong đoạn video, các bạn có thể thấy rõ khi anh ta đang di chuyển trên chiếc xe ô tô qua một ngã rẽ khá vắng vẻ, hai bên là đồng lúa hoang vu, thì bỗng dưng có một người đàn ông cao lớn, sở hữu đôi chân dài lạ lùng, đang đứng bất động ở bên đường. Người này mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, nhưng khuôn mặt lại nhẵn nhụi tới kỳ dị, không hề thấy bộ phận nào như mắt, mũi hay miệng của anh ta. Đoạn video được đăng tải khiến nhiều TikToker hoang mang tột độ. Họ tin chắc người đàn ông đã chạm trán với quái vật Slenderman trong truyền thuyết. Slenderman được biết đến là một hư cấu bắt nguồn từ một cuộc thi Photoshop về Creepypasta do người dùng Eric Nielsen với biệt danh là Victor Schultz tạo ra vào năm 2009 trên diễn đàn Something Awful. Slenderman còn được biết tới qua cái tên The Tall Man, gã cao kiều, hay là Black and White King, vua trắng đen. Slenderman lại được cho là sinh ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sinh vật này được mô tả là kỳ bí và thông minh hơn bình thường, đồng thời xuất hiện ở những nơi hoang vắng như trong rừng, dưới các hầm rượu, ở các ngã ba đường hay những nơi vắng vẻ, bỏ hoang. Slenderman cao từ 1m8 tới 3m, rất gầy, chân và tay dài một cách kỳ dị, gương mặt không có ngũ quan và đôi khi có cả xúc tu phía sau lưng. Gã thường mặc một bộ vest đen và đeo cà vạt màu đỏ. Slenderman được mô tả là thích bắt cóc trẻ em và hay rình mò nạn nhân của chúng. Nếu xui xẻo bắt gặp phải một gã Slenderman, người ta sẽ mắc phải một chứng bệnh tên là Slendy với triệu chứng là buồn nôn, ho ra máu và cả bệnh thận. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy comment cho Miss Xem Gì biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Miss Xem Gì ra thêm video mới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.